Xin chào mọi người, lại là Vi đây. Mấy nay bận quá, không làm clip để cho mọi người tham khảo được. Thật ra những cái clip mình làm những cái rất là đơn giản dành cho những bạn mới vào nghề. Với lại những cái này là hàng ngày thường xuyên để mà mình làm cho khách. Còn những cái mẫu cao siêu, rồi những cái form dài, rồi những cái móng đẹp, thì cái đó là chỉ là một phạm trù khách khác thôi. Cho nên các bạn master rồi các bạn làm giỏi đừng vào ném đá mình nha. Tại vì phải có những cái bước đi đầu tiên như thế này thì những bạn mới làm được những cái móng dài và móng đẹp được. Và những cái Vi làm là những cái mà khách yêu cầu trực tiếp và làm chính lên tay của khách luôn, và làm theo yêu cầu của khách chứ không phải làm theo ý của mình. Thật ra ở Đan Mạch ấy, khách vẫn còn chán lắm, so với Việt Nam khách còn thua xa. Cho nên đấy, các bạn đừng so sánh là trời ơi sao mà làm như thế này mà cũng đăng. Thật ra những cái này là các bạn mới vào nghề, mình cũng chia sẻ và họ và mình cũng muốn cho các bạn biết được là làm ở bên đây là như thế nào. Cho nên mọi người đừng có ném đá mình nhiều nha. Chứ cái này là mình cắt da thì mình kết hợp cắt da kiểu Nga và cắt da kiểu Việt Nam. Thật ra cắt da kiểu Nga còn mình còn 7-7-4-9 bước lận, rất là lâu. Nhưng mà mình thấy cái bước là làm sạch da, làm sạch khóe, sau đó lấy sử dụng kềm của mình cắt thì rất là nhanh mà đẹp nữa. Cho nên mình kết hợp cả hai để mà mình làm. Thì cái bộ móng này là khách vào cắt da, massage tay và kẻ phen đầu móng. Thì cái kẻ phen đầu móng á, khách chỉ cần một đường ngang qua như kiểu vậy à. Khách không có cần quá cong, và cũng nhiều khách không có thích cong nha mọi người. Cái này á, là khách mà Vi làm á, là cái này là cong quá rồi đó. Có nhiều khách á, cần muốn ngang phè phè luôn. Mình nhìn cái móng á, mình cũng thấy không có được đẹp cho lắm, nhưng mà khách thích là được, đúng không mọi người? Khách hàng là thượng đế, câu này ông bà ta nói từ ngày xưa tới giờ rồi. Ông bà ta nói không bao giờ sai. Khách hàng là thượng đế, thượng đế bỏ tiền ra thì mình phải làm thượng đế hài lòng thôi. Chứ mình cứ nói trời ơi móng tay như kiểu vậy mà vẽ cái mẫu như vậy, rồi có mắt thẩm mỹ không, ABCD các kiểu, khách đâu cần có mắt thẩm mỹ đâu. Mình chỉ cần khách bỏ tiền ra làm móng và mình làm hài lòng khách khi bước chân ra khỏi cái tiệm của mình là được. Mình có thể giải thích cho khách, ừ, nếu như mà sau này mày làm, mày có thể làm những cái mẫu như kiểu vậy, mình đưa cho khách xem những cái mẫu mà mình làm đẹp, thì biết đâu sau đó khách sẽ suy nghĩ và khách sẽ làm những cái mẫu đó thì sao. Hoặc là khi mà đi ra khỏi tiệm á, người ta nói với trời ơi làm bộ móng ở đâu mà xấu thế, cái khách sẽ nhìn lại, khách nói ừ nhiều khi nhìn cũng xấu thật, nhưng mà lần sau sẽ vào làm đúng cái mẫu mà mình đưa. Có nghĩa là mình phải nói chuyện và mình phải giao lưu với khách thì khách mới hiểu mình mà mình mới hiểu khách. Nói thì nói vậy thôi, thật ra ngay cả chính bản thân của mình á, nhiều lúc muốn nói chuyện với khách mà mình cũng không có giỏi tiếng nhiều để mình nói chuyện với khách ấy, cũng gặp nhiều cái bất cập. Cho nên bạn nào mà đi nước ngoài làm ấy, nhớ học tiếng cho thật giỏi. Có tiếng giỏi á, là làm cái gì cũng được.